7 năm gắn bó với cây chanh dây, ông Cờ đã phần nào yên tâm khi chuyển sang liên kết sản xuất với hợp tác xã. Nhờ ứng dụng sản xuất sạch, giá bán chanh dây loại 1 đạt khoảng 25.000 đồng một kg, còn giá bình quân là 10.000 đồng một kg. Một hecta chanh dây, ông có thể thu lãi trên dưới 150 triệu đồng. Thuốc sinh học thì nó có cái là bây giờ những quả chanh to đẹp thế này mà mang đi người ta xuất, người ta đi chợ, người ta sẽ tét thì nó ít cái dư lượng bảo vệ thực vật hơn. Trong số 4.500 hecta chanh dây, đến nay đã có hơn một nửa diện tích được nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sản xuất theo định hướng Việt Gap, Global Gap. 3 năm nay đã có thêm các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu ổn định, thu mua nguyên liệu chanh dây. Nhà máy có tổng công suất là 52.000 tấn sản phẩm năm, trong đó nó gồm các dây chuyền chế biến như là cô đặc, puree, dây chuyền sản xuất đông lạnh IQF, block, như là dây chuyền đồ hộp theo các quy chuẩn của châu Âu. Thì hiện nay cái lượng nguyên liệu mà cung cấp cho nhà máy là tương đối ổn định, tuy nhiên là nhà máy vẫn cần thêm thêm số lượng nguyên liệu nữa để đáp ứng với cái công suất nhà máy. Tỉnh Gia Lai chủ trương đến năm 2025 sẽ mở rộng diện tích lên 20.000 hecta. Địa phương cũng khuyến cáo nông dân chọn giống tốt, sạch bệnh và không ngừng củng cố lại các liên kết chuỗi sản xuất.